Xin chào các bạn thân mến, video ngày hôm nay mình và các bạn sẽ cùng tiếp tục hoàn thiện cho bức tranh trang trí hình tròn.
Các bạn thân mến, vậy là mình đã hoàn thành xong bức tranh này rồi. Hẹn gặp lại các bạn ở video tiếp theo.